Ở phiên clip trước, trận bóng giao hữu của MUVNFC, mình không được đá nhiều vì toàn đội đang tập và giật quân cho giải hạng nhì HPL. Thế nên bầu Minh Nguyễn đã cá một kèo khác vào ngày hôm sau cho mình được đá đã đời luôn. Cùng xem mình sẽ thể hiện như thế nào trong trận đấu này nha. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Tôi là Thi Freestyle. Lại là sân bóng AK. Mình đã vượt qua 7749 kiếp nạn của kẹt xe cùng với lại Sang để đến được sân bóng này và đã cùng với MUVN trong ngày thứ hai. Anh em tới nãy giờ rồi, tôi giờ mới tới. Hãy lỗi mình. Kẹt xe bánh xác luôn. Bóng kinh tế. Để quên vậy. Quay về lấy. Kim Nhật Tư thì vậy trong sẵn rồi. Còn mình thì giờ mới thay giày. Dạ. Mô tả. Cái giày ra sport. Thì đâu mà tôi giày được giày riêng. Rồi. Thay bóng cùng mấy anh em bộ ven thôi. Thay độ. Số 15 Việt Hoàng, nickname Hoàng Sức. Số 35 Tuấn Bi. Thủ môn Thịnh Báo, Lê Quốc Thịnh. Chủ tịch Minh Nguyễn chắc đợi cuối giờ mới vô. Ok, lên vậy thôi. Nine Bar 14 Pro TF. Và ai quan tâm cái vớ giống mình thì link trong phần mô tả nhé. Còn cái led đen này là mình được tặng nên không biết mua ở đâu. Sương mù dữ quá. Khó dữ. Rồi bây giờ thì khởi động tí nào. Chuyền okay. Nè. Bật tường nè. Hai cầu bên đó bật tường. Chuyền qua mình cũng bật tường. Bài khởi động, chuyền bóng ba người. Một chạm siêu đơn giản. Anh em có thể làm theo nhé. Tổ hợp Ramu này mình hay dùng để sâu kim đối thủ. Ở đây khởi động mình múa vậy thôi, chứ tới lúc vô trận thì ít khi làm lắm nha anh em. Vô trận thì mình toàn đá đơn giản một chạm thôi. Đồng đội dễ đá, đội bạn cũng không thấy khó chịu. À quên, cuối video clip này có ghi quay, trả lời hay, nhận quà ngay. Kim Messi giật gót điệu nghệ. Đội áo đỏ bên kia là anh Minh Cáp, nên mình cũng không biết là đội nào nữa. Một cú dứt điểm từ rất xa, bóng tìm đến đúng ngay vị trí của thủ môn. Đồng đội che hướng xuống biên, mình bắt bài hướng vô giữa. Hay da, vô tình A Băng xuống đáy biên luôn. Mấy cú sút như vừa rồi làm sao làm khó được thủ môn Thịnh Báo. Và bây giờ là cơ hội phản công. Tủ sông Lam. Cửa hội, làm gì đây? Không được rồi. Bắt bài được chuyền hay quá. Cơ hội 2 đấu 1 với thủ môn. Dứt điểm, không vào. Cắt trong. Nhận bóng bằng gầm. Quan sát. À ha, đồng đội ngoài biên đang chống nè. Lassico AK chuyền cho Kim Messi. Ê cha, chưa kịp quan sát sau lưng, một chạm bật tường cho chắc. Và bây giờ là cú đá của Đức rồi. Không vào. Sút không vô một cái, bị phản công 3 đấu 2 luôn. Nguy hiểm quá. Như vậy là đội bạn đã tận dụng tốt. Tỷ số bao nhiêu rồi mình cũng không biết nữa. Một pha đọc tình huống bắt bài tốt của Kim Messi. Trước khi nhận đường chuyền này thì mình đã quan sát đáy biên bên phải có đồng đội. Đá lẻ xuống cho Tú Sông Lam nè. Ánh mắt đã nói lên tất cả. Bắt bài đường chuyền vô giữa. Trời ơi, không được. Và bây giờ là phản công cho thủ MUVN.
Dứt điểm chân trái, bóng sượt nhẹ cầu thủ đội bạn, chệch góc A trong gang tấc. Ô là la, tiền đạo đội bạn không lùi về. Dịch về kia, dịch vô giữa kia. 6 đấu 5, đá kỹ lưỡng, mất banh là thua đó. Úi cha, Thịnh báo lên luôn, 7 đấu 5 chứ không phải 6 đấu 5 nữa rồi. Nguyễn Hoài Nam, cầu thủ đang thuộc biên chế của DTS, quá người hay. Đường chuyền tiếng 2, cơ hội cho Kim Messi, không vào. Đội bạn đã nghiêng đội hình sang bên trái. Mình nhận bóng và chuyển hướng về phía bên phải, sau đó cắt thẳng vào trung lộ. Cơ hội, đường đưa banh hơi khó. Tada, Kim Messi đang di chuyển vào đây. Cắn ngang, đánh đầu, không vào. Tôi kia rồi. Hay quá Thịnh báo ơi. Lấy kia. Đường chuyền một chạm hay quá. Tân bóng qua đầu, trúng cột dọc, trời ơi. Ở đây có hai sự lựa chọn, một là thả xuống cánh trước mặt, hai là chuyển qua cánh đối diện. Như vậy là chuyển cánh cho Nguyễn Hoài Nam. Bình tĩnh nhận bóng, quan sát, từ từ mà đá. Đứng thôi. Nhìn tư thế có vẻ như Đức Roy sẽ đá vào đây cho mình. Úi chà, hơi khó rồi. Chết tôi. Thịnh báo đã dâng cao, khung thành đã bỏ trống rồi. Làm gì đây? Lóc anh cầu thủ số 10 để đồng đội phối hợp nhỏ ở biên trái nè. Ô là la, cột 2 có đồng đội. Đặt lòng kiến tạo nè. Vừa rồi là bàn thắng của túi sông Lam và mình cũng bỏ túi 30k. Không ngờ chuyện tới luôn đúng không? Ở giữa có khoảng trống. Cú đá ngay của Nguyễn Hoài Nam, chệch góc A trong gang tấc. Được rồi. Đường chuyền vượt tuyến quá hay. Tủ sông Lam đối diện thủ môn. Như vậy là đã có thêm một bàn thắng nữa cho Tủ sông Lam. Tiếp tục là Đức Roy. Nguyễn Hoài Nam chọt cái khe hay quá. Ở đây có hai lựa chọn, một là đá cột 2 cho Kim Messi, hai là thả trước mặt cho Việt Hoàng. Thả trước mặt cho Việt Hoàng. Ồ, bỏ banh hay, nhưng Kim Messi lao vô cột 2 mất rồi. Nhưng cơ hội vẫn còn. Nguyễn Hoài Nam chọt khe, không được rồi. Vô lê một chạm, ngay xà ngang. Racing luôn. Nguyễn Hoài Nam, cơ hội. Dứt điểm, không vào. Sao lưng. Bóng được điều sang hành lang cánh phải. Về chân mình và điều sang hành lang cánh trái. Ở giữa có khoảng trống, bước vào lắp thôi. Vô tình bắt bài được đường chuyền. Cơ hội cho Nguyễn Thế Anh. Dứt điểm, không vào. Đức Roy và Tú Sông Lam bàn bật hay quá. Bật tường hay. Một là chuyền giữa cho Thế Anh, hai là canh sâu kim thủ môn. Quyết định sâu kim thủ môn nhưng không thành công. Ta-da, đội bạn đâu còn hướng nào ngoài hướng đi ra đây. Cắt bóng nè. Tú Sông Lam. Tú Sông Lam tính kiếm 30k nhưng không thành công. Một chạm. Chuyền giữa. Ôi là la, bắt bài hay. Tú Sông Lam chuyển về cho Kim Messi. Bật tường, cơ hội. Dứt điểm chân phải. Chân phải luôn trời. Đứng ở đây, vừa quan sát bóng, vừa quan sát người. Thôi,
Một chạm ra đây cho mình là xong nha. Nè Thịnh Thịnh, nguy hiểm quá, cơ hội cho đội bạn. Một chạm Thịnh ơi. Đối thủ đang lao lên tranh bóng, nhận bóng sang trái hoặc sang phải là xong. Đỡ bóng sang trái, dứt bóng cho đồng đội. Ây da, đưa chấp anh hơi khó. Nhưng cầu số 30 này là ai mình cũng không biết nữa. Ok, thu hồi bóng tốt. Đội bạn bắt bài ở biên, dắt bóng vô giữa, thả bóng xuống đáy biên, tạt bóng, dứt điểm, không vào. Hết biên rồi anh em ơi. Nãy giờ Thịnh báo từ thủ môn lên đá trung vệ nha anh em. Không sao không? Đủ. Ây cha, hai cầu thủ áo đỏ tự xúc nhau nên không có phạm lỗi. Tấn công cho thủ áo hồng. Lách ra biên đi Kim Messi ơi. Bên kia. Đẩy biên bên trái siêu chống chải. Một chạm qua là xong. Sao lần? Tông nhau ghê quá. Phạm lỗi rồi. Racing luôn. Racing luôn. Racing luôn. Cơ hội cho Thế Anh. Trời, chúng ngay sàn ngang. Đường chuyền không tốt của cá thủ áo đỏ. Tấn công cho cá thủ MUVN Kỳ Messi. Bên này quá thoáng luôn. Kéo bóng vô giữa. Aha, đối thủ dính bẫy rồi. De Rolit qua người hay. Dứt điểm, không vào. Không ai theo kèm Kim Messi cả. Trả về tuyến 2. Cú dứt điểm của Tuấn Bi. Một cú đá trái phá. Dân ăn tập lò việc theo có khác. Sút trái nào, chất lượng trái đó. Pha đọc tình huống cắt đường chuyền quá hay của Kim Messi. Phản công cho thủ MUVN. Ôi, bị được, bị được. Ôi, ôi, ôi. Nhìn trái đi, dạ, trái. Nhặt trái kia nhất. Tuấn Bi đang rất chống chải. Hai em tự xử đi nha. Chạy về. Cơ hội cho Kim Messi. Rất dễ dàng. Trời ơi, chờ đến giờ. Hay. Cuối cùng thì Kim Messi cũng có bàn thắng tại Hà Nội. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Mãi đến gần hết giờ thì bọn mình mới chịu vào sân. Cuối hiệp mới vô. Và đây là cơ hội cuối cùng của các cầu thủ áo đỏ. Làm gì đây? Làm gì đây? Đã bóng ra biên luôn. Nghĩa nghĩa. Ok, cảm ơn. Như vậy là kết thúc trận bóng giao hữu cùng với đội MUVN. Hết giờ mà. Trời ơi, hai ông ghi bàn lâu quá. Tỷ số là bao nhiêu mình cũng không biết nữa, chỉ biết là thắng thôi. Ok Đức ơi, bye bye. Bye bye. Ok, ghi quay đây nè. Thế anh em, trận này ai là người đá hay nhất và tại sao? Một bộ đồ tập luyện TF sẽ dành cho anh em nào có comment hay nhất. Wow wow wow. Khi không còn ai đá, sân trống như thế này nhìn dễ chịu thiệt. Thêm một trận nữa tại Hà Nội. Mồ hôi sức khỏe cùng với MUVN. Rồi, như thường lệ anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh. Nói chờ clip mình trong thời gian tới. Mình phản tin. Xin chào, gặp lại. Chuyến đi Hà Nội ngày tới 3 số rồi. Anh em cứ chờ xem hết nha. Yeah.